35 tuổi, từ Lạng Sơn vào Bệnh viện Da Liễu Trung ương, Hà Nội, khám do nổi nhiều nốt sần đỏ, ấn đau, rải rác tay chân và thân mình. Bệnh nhân cho biết tình trạng này diễn biến hơn 2 năm nay. Anh khám ở nhiều nơi, điều trị nhiều đợt nhưng bệnh không thuyên giảm, ngày càng tiến triển nặng. Các bác sĩ Bệnh viện Da Liễu Trung ương ghi nhận bệnh nhân có các tổn thương sần đỏ kích thước 1-3cm, rải rác khắp vùng mặt, tay chân, thân mình. Khám không sờ thấy các dây thần kinh nông, mu bàn tay hai bên của bệnh nhân khô. Bác sĩ cho rằng bệnh nhân xuất hiện triệu chứng không điển hình nghi ngờ mắc bệnh phong, một căn bệnh da liễu trước đây rất phổ biến ở Việt Nam. Kết quả xét nghiệm rạch dài tai xác định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn phong. Trong lịch sử loài người, bệnh phong được coi là một trong tứ chứng nan y, có thể lây từ người bệnh sang người lành, thời kỳ ủ bệnh kéo dài nhiều năm. Bệnh phong, còn được gọi là ma phong, bệnh hùi, phong cùi, bệnh Hansen, là một bệnh truyền nhiễm mạn tính do vi khuẩn Mycobacterium leprae gây ra, chủ yếu biểu hiện ở ngoài da và hệ thống thần kinh ngoại biên. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh sẽ để lại di chứng mất cảm giác các dây thần kinh, tàn tật vĩnh viễn, biến dạng cơ thể khiến nhiều người khiếp sợ. Bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa phẫu thuật thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da Liễu Trung ương, cho biết Việt Nam đã thực hiện chương trình chống phong quốc gia rất tốt. Hiện nay có rất nhiều loại thuốc điều trị bệnh phong hiệu quả, do đó tỷ lệ mắc bệnh tại Việt Nam rất thấp. Cơ chế lây nhiễm của bệnh phong chủ yếu qua tiếp xúc. Trước đây, khi nhìn thấy bệnh nhân phong với những tổn thương đặc trưng như cụt ngón chân, ngón tay, mọi người thường có tâm lý xa lánh, khi thị. Nhiều nghiên cứu cho rằng bệnh lây qua các dịch tiết của người bệnh. Tuy nhiên theo bác sĩ, cơ chế lây lan đòi hỏi phải có tiếp xúc gần và kéo dài. Nếu người bệnh bắt đầu điều trị, khả năng truyền bệnh giảm tới 99%. Tỷ lệ lây giữa vợ chồng là 2-3%. Bệnh không di truyền và có thể chữa khỏi. Nhiều trường hợp chẩn đoán muộn, để lại di chứng tàn tật nguy hiểm cho bệnh nhân và có thể tạo thành các ổ bệnh trong cộng đồng. Bác sĩ khuyến cáo khi nghi ngờ mắc bệnh phong, cần tới bệnh viện thăm khám và xét nghiệm chẩn đoán. Thúy Quỳnh. Ha ha ha, 问什么的说